If I were a seed, liệu em còn vững tin anh? Liệu em còn muốn yêu anh? Liệu em còn muốn theo anh băng qua bao đại dương? Tường là người khá ít dùng từ if trong cuộc sống này. Nếu như mình có nhiều chứng khuyết thì liệu người ta có yêu mình hay không? Tôi nghĩ là một cái tình yêu đích thực nó luôn luôn phải được thử thách, và vượt qua được thì nó sẽ gắn kết hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say, khoảng cách giữa đôi ta cho phút giây. Vào thời điểm này thì Tường không thích yêu xa. Dĩ nhiên là Tường từng yêu xa rồi, Tường mới biết được bài này. Sau khi yêu xa xong rồi thì Tường không thích yêu xa nữa. Bây giờ Tường là một người có tính sở hữu khá là cao, luôn luôn có nhu cầu gặp người yêu của mình. Gió là một track mà Tường thích nhất trong album Enemy vừa rồi. Có lẽ như chất nhạc phân đại diện cho một trong những cái chất bên trong Tường. Cách Tường nhấn nhá, cách Tường chơi với giọng hát của mình, các bạn nghe rất là rõ. Cứ nói không nên lời, cứ thích tìm soi bài. Phút để ta chia tay anh mới nhận ra từ lâu vẫn đôi xa rời. Đông là một bài hát mà Tường viết khi mà Tường chưa bao giờ trải nghiệm mùa đông. Tường vẫn rất thích mùa đông theo một cái cạnh về cảm xúc á, còn về vật lý, thể chất thì mình chịu không nổi. Ngày tình đã chết cho mùa đông dài, qua đi cơn yêu đương nồng cháy. Đối với Tường thì không có giấc mơ nào xa xỉ hết, bởi vì đã gọi là giấc mơ thì nó luôn luôn lớn, và thậm chí là luôn lớn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Đã lỡ phải mơ rồi thì mơ lớn đi chứ, đâu có ai đánh phế đâu nè. Nên bên những tháng năm âm thầm đổi thay, mình anh bên chết chưa đã chiều một lần nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đón đọc của Cát Tường trên số báo Elle mới nhất nha. I love you.